Để nâng cao chất lượng xe buýt và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại thuận tiện và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội vừa tổ chức cuộc thi bảo dưỡng xe buýt định kỳ 2 năm một lần, qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm vai trò của xe buýt cho giao thông thủ đô. Đợt thi đua cao điểm năm nay được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của 9 đơn vị hoạt động xe buýt, diễn ra trong điều kiện Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn sau giai đoạn dịch COVID-19. Sản lượng xe buýt bị sụt giảm nhiều so với thời gian trước dịch. Trong một khoảng thời gian dài, chỉ hoạt động từ 90 đến 80% công suất, qua đó tác động nhiều đến đời sống công nhân viên. Sau khi hoạt động trở lại 100% công suất, ngành xe buýt tiếp tục gặp nhiều thách thức, trong đó việc thiếu nguồn nhân lực tay nghề cao đang là một trở ngại. Vì thế, việc nâng cao chuyên môn, tạo nhiều cuộc thi để công nhân viên được thực hành càng được quan tâm, từ đó cải thiện chất lượng xe buýt an toàn hơn khi vận chuyển hành khách. Tổ chức hội thi thi đua năm nay nó sẽ thiết thực hơn với những cái thời gian vừa qua mà xe buýt cũng phải hoạt động từ 50 đến 80% một thời gian dài. Các xe buýt đều phải được chỉnh trang và để vận hành ra đường một cách an toàn nhất và tốt nhất. Để đảm bảo an toàn và tạo cảm giác thoải mái cho hành khách khi di chuyển bằng xe buýt, thì mỗi xe buýt của Tổng công ty đều có lý lịch hồ sơ riêng, trong đó ghi đầy đủ các thông tin như số km, số lần bảo dưỡng sửa chữa và số lần kiểm tra theo đúng quy định. Với các cái xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội thì chúng tôi đều có, mỗi một xe buýt là có một lý lịch điện tử hồ sơ như là một con người để theo dõi về cái hồ sơ sức khỏe. Các cái xe buýt vận hành trên đường với km vận hành, với các lần vào bảo dưỡng sửa chữa, các lần thay thế vật tư phụ tùng đều được ghi chép cẩn thận và có những cái chu kỳ kiểm tra theo đúng các cái quy định ngặt nghèo của công tác kỹ thuật. Với đặc thù của xe buýt là thường xuyên phải ra vào điểm đón khách, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng phương tiện đông, tần suất hoạt động của xe buýt vô cùng cao. Vì vậy, các thông số an toàn phải luôn được đảm bảo, trong đó các hệ thống phanh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì đặc thù của xe buýt là thường xuyên phải vào ra điểm dừng đón trả khách, nên cái thay đổi tôn số rất là nhiều, vào cửa rất là nhiều, cũng như hệ thống phanh. Nên bảo dưỡng xe buýt hàng ngày là đặc thù của nó là khác với các cái xe chở đường dài, là cái côn số phanh luôn phải được đảm bảo, cũng như cái cửa đảm bảo thì xe nó sẽ hoạt động an toàn và ra vào đón trả khách và sẽ nhanh và thuận tiện. Qua cuộc thi so với các đơn vị khác thì cũng như là cái đồ nghề, mỗi đặc thù đơn vị có mỗi cái đồ nghề khác nhau. Thì qua cái cuộc thi này thì cũng mình cũng biết đơn vị người ta có các đồ gì, mình cũng có thể về mình cũng áp dụng vào cho chính đơn vị của mình. Diễn ra hôm nay là rất tốt đẹp, thành công và anh em là học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi là các đơn vị đã hỏi lẫn nhau các cái công việc để mình trao đổi những cái kinh nghiệm với nhau. Và cuộc thi diễn ra là với tất cả tốc độ và các cái nội dung đã đạt tiêu chuẩn của hội thi. Và cái thứ nhất là phải an toàn kỹ thuật và an toàn trước khi xe hoạt động. Có thể thấy rằng, cuộc thi bảo dưỡng xe buýt là dịp để các kỹ thuật viên, lái xe nâng cao tay nghề, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách, đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo chất lượng xe buýt, kiên quyết không để xe kém an toàn xuất bến, luôn đặt tính mạng và cảm giác của khách hàng lên trên hết.